Anh hai, Mỹ Lan, anh hai, Mỹ Lan, tại sao vậy? Tại sao mày hư vậy hả? Mày bỏ anh hai, bỏ nhà mình, bỏ bồ má của tía má mà mày đi biển mười mấy năm trời vậy hả Mỹ Lan? Em xin lỗi. Mà sao anh hai biết em ở đây vậy? Mỹ Lan à, anh hai lên đây để muốn báo cho em biết thằng Trần Đức, con ruột của em, vẫn còn sống. Nhưng mà Mỹ Lan ơi, Nam Hương đã hại nó chết rồi. Trần, mười mấy năm qua má tưởng má đã mất con rồi. Khi biết tin con cũng là lúc con bỏ má con ra đi. Tại sao vậy hả Trần Đức? Tại sao vậy hả con? Hả Trần Đức ơi, tại sao vậy hả con? Tại sao con bỏ má vậy con? Trần Đức ơi, ông trời, ông thiệt là không có mắt mà. Tại sao ông để cho con tôi phải chết? Người đang chết phải là tôi mới đúng chứ. Người đang chết phải là tôi nè. Trần Đức ơi, Trần Đức ơi, má có lỗi với con. Trần Đức ơi, tại sao con không chờ má vậy Trần Đức? Tại sao vậy Trần Đức ơi? Con ơi, con ơi. Thôi đi em, dù sao con nó cũng đã yên nghỉ rồi. Anh buông tôi ra. Chính anh, chính anh đã cứu mất con của tôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Trả lại đây. Trả con tôi lại cho tôi. Em cứ đánh anh đi, anh là kẻ tội đồ, sống kế bên con mà không biết đó là con của mình. Anh mới là kẻ đáng chết. Anh là người cha tôi, tại sao anh không biết bảo vệ con mình? À!
Em nói đúng, anh là một thằng đàn ông chẳng ra gì, nhưng anh không hề biết là con chúng ta vẫn còn sống. Anh và con chưa kịp nhận ra nhau nữa, anh cũng đau khổ lắm, em có biết không hả? Anh im đi, anh trả con tôi lại cho tôi đi, anh trả con tôi lại cho tôi đi, trả lại đây, trả con tôi lại đây. Trời ơi, trời đất ơi, đừng bỏ má con ơi. Trời đất ơi, sao con bỏ má gì trời đất ơi. Vụ của Năm Hương và đồng bọn sắp xử rồi đó. Cũng may mắn thiệt, ông xuống đất nằm, khỏi vô tù phải đếm lịch. Tới giờ tao vẫn còn choáng váng. Thì ra những bất hạnh trong cuộc đời của Mỹ Lan, của con trai tao, người thủ ác lại là Năm Hương. Sao mà không tin? Người thủ đoạn như hắn thì việc gì mà không làm được chứ. Còn anh Sinh, tao cũng đã nói chuyện rồi. Khi chuyện này xong, tao kêu ảnh về nhà máy làm việc lại bình thường, mà ảnh không chịu, nhất quyết nghỉ làm. Thì ông mắc cỡ với mày chứ sao. Thôi, đừng có buồn nữa, để từ từ nói Mỹ Lan khuyên ổng chắc là được đó. Ừ, chỉ có cách đó thôi. Tao tiếc nhất là số phận của con trai mày. Thì ra bao lâu nay thằng nhỏ cứ đi qua đi lại trước mặt mình, vậy mà mình dửng dưng không hề hay biết. Bây giờ tao thấy thương cho hoàn cảnh của Mỹ Lan quá. Ừ, ở đời lắm chuyện tréo ngoe như vậy đó. Mày cố gắng mà chăm sóc an ủi cổ, con mất sao mà chịu đựng nổi. Tội nghiệp. Alo, tôi Triệu Dĩ nghe. Hả? Anh nói sao? Anh Sinh ra thú tội rồi à? Dạ, đầu giờ tôi sẽ có mặt ở đó. Dạ dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, cha Sinh này khùng thiệt. Hôm trước người ta đã bảo lãnh vô ra rồi, giờ lại đắm đầu vô lần sao? Vậy mà ảnh còn thừa nhận tội buôn lậu hàng giả qua Campuchia nữa chứ. Mày hay thiệt luôn á. Bao nhiêu năm trời không thèm tin tức gì cho tao hết á. Mày biết mày ác lắm không Lan? Tao xin lỗi mày, mong mày hiểu cho tao. Vào thời điểm đó tao không được bình tĩnh lắm. Với lại mày hãy xem như Mỹ Lan ngày xưa đã chết rồi nó à. Con khùng nè, mày nói vậy mà nghe được đó hả? Mày có biết là cái ngày hay tin mày chết, ông sau ông điên tới mức độ nào không? Tao xin lỗi. Cũng may mà ông trời ông xây duyên cho mày với ổng. Tao cảm ơn mày nhiều lắm đó à. Nếu không có mày thì giờ đây tao là người mang tội chồng chứ. Cảm giác rất là quen thuộc, nhưng mà tao không thể nào nghĩ ra nó lại là... Tao khổ lắm nữa. Mười mấy năm trước
cái cảm giác đau đớn khi mất con trai. Bây giờ tao phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Làm sao tao chịu nổi đây hả nó? Đã vậy còn thêm chuyện của anh Sinh nữa. Mày cứ kệ ông đi. Ông muốn ở tù thì cho ông ở tù. Ông bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chuyện tốt chuyện xấu. Biết thằng cha Nam Hương á là không ra gì rồi mà vẫn cấu kết. Càng nói tao càng tức ông mà. Thôi được rồi. Còn mày á, bây giờ đừng có nghĩ tới những chuyện đã qua nữa. Mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc nhiều vô. Khóc cho hết nước mắt đi. Cho nó nhẹ lòng rồi quên hết mọi chuyện. Ở đây còn có tao, còn có má tao và ông Sâu nữa. Gia đình tao ai cũng thương mày hết á. Tại sao những chuyện như vậy xảy ra với tao hoài vậy nữa? Được rồi, rồi sẽ qua thôi mà. Hôm trước tôi đã bảo lãnh cho anh ra ngoài rồi, sao bây giờ anh lại đi đầu thú và khai nhận hết? Anh làm cho tôi khó xử với Mỹ Lan quá. Tôi xin lỗi cậu. Thời gian vừa qua không đêm nào mà tôi ngủ ngon hết. Tôi cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Ban đêm tôi ngủ không được, hễ nhắm mắt là tôi đều nhìn thấy mặt tía má tôi. Tôi nhìn thấy mặt thằng Đức cháu tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu. Tôi nghĩ lại những chuyện tôi và Nam Hương đã làm, đáng bị pháp luật trừng trị để tâm hồn tôi thanh thản hơn. Còn Mỹ Lan, tôi cầu xin cậu hãy vì mối tư duy ngày xưa mà chăm sóc Mỹ Lan giùm tôi. Tôi cầu xin cậu sau này khi mãn hạn tù về, tôi thề làm trâu làm ngựa để trả ơn cho cậu. Nếu như anh đã quyết định, tôi không cản anh nữa. Tôi hứa với anh sẽ chăm sóc cho Mỹ Lan như một người thân trong gia đình. Cảm ơn cậu. Anh cứ yên tâm mà cải tạo cho tốt. Mọi việc bên ngoài tôi sẽ lo lắng thay cho anh. Tại sao anh ra đi đột ngột vậy hả anh Đức? Em buồn lắm. Vì sau khi anh mất rồi, em mới biết anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Tại sao mình vừa có một người anh trai rồi lại mất đi dễ dàng như vậy chứ? Tại sao anh Đức lại là con riêng của ba? Giữa ba và người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì? Anh tính quay lại với Mỹ Lan đúng không? Em nói bậy bạ cái gì vậy hả? Bậy bạ? Anh nghĩ tôi là con ngu sao? Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh muốn quay lại với Mỹ Lan, anh phải bước qua xác của tôi. Tại sao lúc nào em cũng nóng nảy, nói chuyện hồ đồ vậy? Anh cũng yêu Mỹ Lan, còn em mới là vợ của anh mà. Tại sao vậy?
Con qua lâu chưa? Ngồi xuống uống nước đi con. Thôi khỏi, con qua đây muốn hỏi cô một vài chuyện. Có chuyện gì con nói đi. Đối với con, anh Đức luôn là người anh trai, cho dù có phải hay là không phải con của ba con. Còn cô là mẹ của anh ấy, lẽ ra con cũng sẽ yêu mến cô lắm. Nếu như cô không phải là người tình của ba con, từ ngày con về đây, ngày nào con cũng thấy mẹ con khóc hết. Ba với mẹ con ở với nhau giống như là hai người xa lạ vậy. Dù gì anh Đức cũng đã chết rồi. Con mong cô là rời khỏi đây giùm con. Cô đừng có xen vô cuộc sống gia đình của con nữa. Cô hiểu không? Mẹ của con sống như vậy đã là quá khổ rồi. Con hãy bình tĩnh nghe cô nói. Có những chuyện người lớn con không thể nào hiểu hết được đâu. Con không có muốn nghe cô giải thích một chuyện gì nữa hết á. Con mong cô là đừng có xen vào cuộc sống của gia đình con nữa, cô hiểu không? Thủy, con làm gì ở đây vậy? Sao con dám hỗn với người lớn? Ba là người đàn ông không tốt, ba yêu người đàn bà này đúng không? Vậy thì tại sao hai người không cưới nhau đi? Anh Đức là con của hai người, vậy tại sao hai người để anh Đức chết? Tại sao ba yêu một người mà ba còn cưới má con làm cái gì nữa? Con có im không hả? Con không im. Con có quyền được hạnh phúc, nhưng mà tiếc thay á, ba không yêu má con mà còn cưới má con. Để rồi con sanh ra trên đời này, rồi con cũng phải đau khổ trong tình cảnh này mà ba. Thôi được rồi, ba hứa với con, tất cả những nghi vấn của con ba sẽ trả lời cho con. Nhưng bây giờ ba có chuyện quan trọng cần nói với cô Mỹ Lan. Con là đứa con ngoan của ba. Tiên Thủy à, con đi về nhà nha. Được, con về. Con chờ câu trả lời của ba. Nhưng mà lần cuối cùng con xin ba, đừng làm khổ má con nữa. Và con cũng hy vọng là từ nay về sau không nhìn thấy người đàn bà này nữa. Tiên Thủy, con xin lỗi cô Lan ngay. Ba nói lại một lần nữa xin lỗi liền. Thôi mà người đàn bà này mới phải xin lỗi con mới đúng chứ. Tiên Thủy, anh, con Lan nó sao rồi bay? Tình cảnh nó con thấy rầu muốn chết. Bao nhiêu nỗi đau dồn vào một chỗ, lần nào gặp nó cũng khóc hết. Tội nghiệp cho con nhỏ. Từ khi lớn lên tới giờ, nó chưa có sung sướng được ngày nào hết trơn á. Sao ông trời không công bằng gì hết? Người sướng thì sướng muốn chết, còn người khổ thì cứ khổ hoài à. Khổ với sướng cái gì? Bây giờ còn đổ thừa cho ông trời nữa. Bây giờ chuyện của vợ chồng mình á là bây giờ săn sóc an ủi Mỹ Lan. Thằng sau nó nói đúng đó no. Mà cũng tội nghiệp cho cậu Dĩ. Hai cha con chưa có kịp biết nhau nữa. Chuyện của thằng Đức á, nói ra thì cả làng mình đều có lỗi hết. Ai cũng nói hết á, thằng nhỏ giống y khuôn như ông Dĩ, vậy mà không chịu điều tra gì hết á. Bởi vậy mới nói. No. Dạ. Mai con sửa soạn thu xếp, qua bển ngủ với con Lan cho nó đỡ buồn nghe con. Cái nhà ở bển giờ nó lạnh tanh hả? Con hỏi ý nó nè. Nói má kêu nó qua đây ở luôn với nhà mình, coi nó có chịu không ha. Dạ con biết rồi, để con hỏi nó coi sao. Anh xin lỗi, em có sao không? Em không sao. Em tha thứ cho con gái của anh, nó còn nhỏ nên không biết trước sao. Em biết chứ. Anh nghĩ là em giận nó sao? Tiên Thủy, dù sao nó cũng còn là trẻ con mà. Nhìn nó, em lại càng nhớ Trần Đức. Nhớ đến mức ruột quặn thắt. Chỉ muốn đi theo con thôi. Em đừng có nghĩ bậy. Con nó đi sớm như vậy là do lỗi của anh. Em là người vô tội, cho nên em phải sống cho thật tốt, để sau này có được một hạnh phúc thật sự thuộc về mình.
Cảm ơn anh. Cảm ơn lời động viên chân thành của anh. Ngày xưa em không chết, thì giờ đây em cũng sẽ không tìm đến cái chết. Em chỉ là thương tâm quá thôi. Mà anh nè, về đừng có la mắng con bé quá nha. Ừ, có lẽ anh hơi nóng tính. Anh sẽ nói chuyện lại với con bé. Đã đến lúc anh phải kể cho nó nghe về tình cảm thật sự trong anh. Đừng, đừng anh, không nên đâu. Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm chi nữa. À, anh vừa được công an mời lên để nói chuyện của anh Sinh. Chuyện của anh Sinh, em cũng đừng có quá lo lắng. Anh Sinh sao rồi anh? Người ta xét anh Sinh có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn. Khi xảy ra sự việc, có hành động can ngăn Nam Hương, nên tội cũng nhẹ thôi. À, anh đợi em một chút. Khi em về đây, sư thầy Diệu Thanh có đưa những thứ này nhờ em đưa lại cho anh. Sư thầy nói những thứ này là của má anh. Bây giờ bà qua đời rồi nên sư thầy gửi lại cho anh. Bản di chúc, má chưa bao giờ nói cho anh về việc làm di chúc hết. Trời ơi, sao má lại giấu con chứ? Tại sao trong mọi chuyện con luôn là người biết sau cùng? Đến khi biết thì mọi thứ đã rời xa khỏi tầm tay của con. Con đã mất tất cả rồi. Má, không biết mẫu giấy trái và tờ di chúc này có cùng một nội dung hay không. Ai là người đã đốt mẫu giấy trong phòng của má? Anh đang nghĩ gì vậy? Mỹ Lan à. Dạ. Em đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Từ giờ anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa. Anh và em sẽ cùng thực hiện di chúc của má.
Em thì có liên quan gì tới di chúc của má anh chứ? Vì má anh có để lại một phần gia sản cho thằng Đức. Tuy con mình đã chết, nhưng em là má của con, em có quyền thừa hưởng thay cho nó. Em không cần phần tài sản đó, cho nên anh đừng có kéo em vào. Giờ chuyện mà anh nên làm là anh hãy về nhà và an ủi con gái của mình. Đừng để cho nó phải sốc như vậy nữa. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tin anh nha Mỹ Lan. Không phải tại tôi, mấy người chết không phải là lỗi của tôi. Mình vì người đàn bà đó mà đối xử tệ với mình như vậy. Ba xin lỗi con. Ba không có lỗi gì hết á. Lúc này ba hơi nóng tính, cho nên đã cư xử không phải với con. Không có gì là không phải hết á. Đúng là con quá hỗn mà. Ba cũng thật vô tâm khi không chịu hiểu cảm giác tâm trạng của con lúc đó. Nhưng có những chuyện con không biết để dội khẳng định người có lỗi là cô Mỹ Lan. Con không nên hỗn với cô ấy. Ba để ý thấy con thích màu tím, thích bông lục bình, thích ngồi bên bờ sông để ngắm hoàng hôn. Ba thử lý giải vì sao con lại giống người mà ba yêu ngày trước đến như vậy. Bây giờ thì ba đã biết rồi. Những câu chuyện quanh màu tím đó ba thường kể cho con nghe những lúc ra đây. Vậy là ba và cô Mỹ Lan yêu nhau trước khi gặp má con. Cô Mỹ Lan chính là người phụ nữ mà ba đã yêu, và có rất nhiều kỷ niệm ở dòng sông này. Vì những chuyện ngoài mong đợi mà ba và cổ không đến được với nhau. Tiên Thủy à, đến lúc ba phải kể để con hiểu được nỗi lòng của ba. Ngày trước vì những người xung quanh, vì nội mà ba không dám yêu. Vậy bây giờ không còn gì cản trở hết á, thì ba có dám không? Ba, con xin lỗi. Con không có lỗi gì hết. Chỉ vì ba không biết trả lời con làm sao thôi. Con về trước đi, để má chờ cơm. Sao ba không về luôn? À, ba đi công chuyện một chút rồi ba về. À, chuyện này con khoan hãy nói cho má nghe nha. Ba cũng đang rối trí, để ba bình tĩnh lại, ba sẽ giải quyết nha con. Ừ, con biết rồi. Ừ.
lẽ nào lại như vậy chứ? Ba, ba con chờ ba nãy giờ nè. Sao hôm nay ba uống say dữ vậy? Con xin lỗi. Ba còn giận con đúng không? Sao giờ này con còn thức nữa? Con đợi ba về mà bộ ba còn giận con hả? Không, không có đâu con gái. Chuyện của cha con mình đã giải quyết xong ở bờ sông rồi. Ba làm sao mà giận con gái của mình được? Vậy thì tại sao ba còn uống nhiều như vậy? Thôi, khuya rồi, con lên phòng ngủ đi. Thôi, ba cũng nghỉ ngơi sớm nha. Ngủ đi. Giả đàn bà thì khó lường. Tôi chắc chắn người đốt tờ giấy trong phòng của má tôi chính là cô. Tại sao cô lại làm việc đó? Vì cái gì chứ? Cô vì tiền hay vì sự ích kỷ của bản thân? Không thể nào tưởng tượng nổi. Anh sai rồi hả anh Dĩ? Anh lảm nhảm cái gì vậy? Đúng, tôi đang sai nè. Sai để nói toạc hết mọi chuyện với cô. Thôi đủ rồi. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng chạy qua nhà tình cũ của anh. Bây giờ anh về anh còn mắng nhiếc vợ anh sao? Anh thấy tôi im lặng cho nên anh làm tới đúng không? Cô im đi. Cô không được quyền xúc phạm cổ. Có thể nói những gì Mỹ Lan đang đối mặt chính vì sự ích kỷ vô lương tâm của cô. Chắc cô không ngờ Năm Hương trước khi chết đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, có đúng không? Cái gì mà Năm Hương kể? Về chuyện gì? Tôi không có làm gì hết đó. Anh đừng có nghe lời Năm Hương. Ông đang muốn phá hoại cái nhà này nè. Tôi thì không ngờ cô lại là một con rắn độc. Mười mấy năm qua tôi đã tự dằn lòng không nên nghĩ đến tình cũ, cố gắng sống tốt, sống cho đúng trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Nhưng cô luôn khuấy động mọi chuyện. Cô và Năm Hương hợp tác với nhau bắt cóc Trần Đức. Cô còn định giết chết nó. Bây giờ còn định tới chuyện di chúc của má tôi nữa hả? Di chúc, di chúc của má anh thì anh thực hiện đi. Em có biết cái gì đâu mà sao anh nói giống y như là em là người gây ra cái chết của má anh vậy? Thôi đủ rồi. Bây giờ cô có nói cái gì tôi cũng không tin nữa đâu. Nhớ nó không? Quen quá phải không? Hả? Anh ơi, anh đừng có nghĩ quan cho em. Buông ra. Tôi biết chắc là cô.
Và tôi cũng cố hy vọng đó không phải là cô. Nhưng tôi không ngờ, tôi thực sự không thể nào ngờ, người vợ đã cùng chung sống với tôi mười mấy năm trời lại là một người không có trái tim. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Em làm những thứ này cũng chỉ vì dành cho con mình, cũng chỉ vì tình yêu của em dành cho anh mà thôi. Em không hề muốn làm điều đó đâu anh ơi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao với cô nữa. Tôi chỉ mong cô buông tha cho tôi, buông tha cho tôi một lần thôi. Tôi cũng không phán xét tội lỗi của cô làm gì nữa. Dù sao má của tôi cũng không có còn. Nhưng mà tôi không thể nào sống chung với cô được nữa. Vì sao cô biết không? Vì tôi ghê sợ cô. Đừng như vậy mà anh. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Buông ra. Anh Vĩ, anh mà bỏ đi tôi chết cho anh coi. Cô là một con người độc ác, thủ đoạn như vậy mà cũng có can đảm để chết nữa hả? Sao? Trần Đức, mẹ, điều mà má hối hận nhất trong cuộc đời của má đó là má không thể nào bảo vệ được con khi con còn đỏ hỏn trên tay của má. Má, má xin lỗi con. Bao nhiêu năm nay má không mượn tượng được hình hại của con như thế nào. Trần Đức ơi, con được bỏ má nữa nha Trần Đức. Trần Đức ơi, Trần Đức của má. Trần Đức, Trần Đức, con nói gì với má đi Trần Đức. Con nói gì đi con. Trần Đức, má có khỏe không? Má khỏe, má khỏe lắm. Má đừng buồn nữa nghe. Con đã đi rất xa rồi. Con mong má sẽ sống tốt. Đừng vì con mà buồn bã nữa. Con mong má luôn tươi cười, vì con rất thương má. Má ơi, má đừng khóc nữa nghe má. Má hãy sống vui vẻ nha. Và má hãy giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà má đang giúp. Con luôn luôn ở bên má mà. Trần Đức,
trời nữa. Con đừng bỏ má nữa nghe con. Nha con. Chặt đó. Con phải đi rồi. Không, Trần Đức ơi, đừng bỏ má mà con. Đừng bỏ má Trần Đức ơi. Trần Đức ơi, đừng bỏ má. Trần Đức ơi. Trần Đức ơi. Lan, mày sao vậy? Nó ơi, tao mơ thấy con trai tao. Tao thấy con trai tao, Trần Đức. Trần Đức đó nữa. Không sao đâu, chắc là nó nhớ mày nên về báo mộng cho mày biết đó thôi. Không có gì hết á, nằm xuống ngủ đi. Đây là những giọt nước mắt đêm qua, chỉ là do má thương cho thân phận của má. Rủi Như, ta muốn giết Ngọc Anh thì phải làm sao đây? Cậu là kẻ sát nhân, là kẻ sát nhân. Cậu đừng cho tôi nữa. Nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được khóc sâu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là ta trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn giữa mùa.